Thì cái này trên Nam Việt Shop á, Hoàng Sơn sẽ mang về cung cấp tại cửa hàng luôn cô chú ha. Non lắm nè. Dạ, mặn non lắm. Chắc là đọt non lắm. Nếu còn cái gốc ra nữa là nó già. Dạ. Vậy là mình khỏi bỏ luôn. Vậy là đỏ ngon nè. Khỏi bỏ gốc luôn hả mẹ? Khỏi bỏ luôn nè. Dạ. Vậy là khỏi bỏ luôn nè. Vậy là cô chú mình sẽ xài được hết luôn, không có cần bỏ luôn nè nha. Không á. Dạ. Thì bác nói là nó non nè, chứ không nghĩ còn khúc dưới là nó bị cứng á. Măng non định quán cô chú nghe. À, liên hệ với Hoàng Sơn để Hoàng Sơn giao hàng tận nơi nha. Đúng đó chị bác, còn mình sắc lát. Bây giờ mình có cái thao hay cái thúng một xíu, mình đổ ra mình kiểm tra cho cô chú xem. Có cái mâm bên kia nè. À, cái mâm. Ngon quá ha. Tươi rói à. Bữa rồi mẹ mua măng tươi về mẹ phơi bị lỗ. Mắc ký quá trời luôn. Còn cái này măng địa phương người ta rất là rẻ rồi, người ta làm sẽ rẻ hơn. 160.000 mà được có 400 gram. Quá trời mắc luôn. Nhưng mà phơi cực nữa. Dạ. Quá chị này đó. Rồi chú thấy tươi rói không? Thơm quá. 5 ký hả chị? 4 ký còn có 4 ký 6 rồi đó. Dạ. Hả? Vậy chị đặt thêm giùm em nha. Để em dạ. Đúng rồi, đặt đi. Dạ chị gọi điện đặt giùm em đi rồi mình gửi cho. Ngồi ha. Cô chú thấy măng ngon không? Nè mẹ nói măng này măng tươi. Cái đọt non nè nên là mình sẽ không cần bỏ. Này không có để bỏ gốc già. À. Thì Hoàng Sơn sẽ đóng một bịch như vậy là nửa ký cô chú ha. Khúc chân không nửa ký. Mình có thể gửi đi các tỉnh hoặc là mình gửi đi nước ngoài được. Nửa ký là nấu nó ra nhiều lắm. Dạ. Trước khi mình sử dụng nó thì mình phải ngâm nó trước. Dạ. Ngâm nó trước đó, mấy tiếng đồng hồ xong rồi mình mới bắt nồi nước lên, mình luộc nó xong. Mình bỏ nước nó ra. Mình bắt cái nước khác là luộc hai lần nước. Rồi mà mình ngắt nó mình thử luộc hai lần nước hả mẹ? Luộc hai lần nước. Nhưng mà mình đừng có nấu mình để ninh lâu. Dạ. Mình sẽ lấy một miếng vậy nè. Mình ngắt nó ra coi nó được chưa. Tại vì cái này nó không có cứng lắm. Dạ. Mà mình nấu nó lâu thì nó mềm, ăn không có còn giòn, không còn ngon. Dạ. Mình luộc để dành cho nó không có còn cái chất hơi măng thôi. Dạ. Đó là luộc hai lần nước là vậy. Mình luộc hai lần nước, mình xé ra miếng mình thử nghe. À, trước khi mình ngâm mấy tiếng đồng hồ trước. Dạ, trước khi luộc. Ngâm trước. Đúng rồi. Rồi khi mình sử dụng á, mình bỏ ra sau không lạnh mình vắt khô. Dạ. Vắt khô mình mới úp gia vị theo cái gia vị nhà mình ăn là tiêu. Dạ. Ép ớt hạt niêm. Rồi cái nhà mình thí dụ mình nấu giò heo ha, mình nấu vịt gì đó ha. Dạ. Rồi mình cháy tỏi, mình cháy nó xong. Dạ. Rồi mình để nó riêng đó. Cái vịt mình nấu vịt hay nấu giò heo gì đi thì mình thường nấu hai món đó ha. Mình nấu xong ngon lành rồi ha. Cái mình múc ra cái tô hoặc cái lẩu gì rồi mình xớt cái này vô rồi mình lên ăn. Chứ mình đừng đổ vô chung nó ăn liền thì được. Dạ. Mà mình để một hai tiếng đồng hồ sau nó sẽ hơi dễ đi một xíu. Dạ. Rồi. Đẹp. Vậy có gì bữa nào Hoàng Sơn sẽ làm vài cái món măng chia sẻ cô chú nghe. Vậy bây giờ phải ăn trước nồi cho cô chú thấy chú thèm. Hoàng Sơn chào cô chú nghe. Hôm nay mình về Đồng Nai á, thì mình phát hiện ra cái măng này nó rất là ngon và rẻ ở dân địa phương đây làm. Tại giờ đợt trước mẹ về mẹ mua măng tươi để mà làm á, thì nó hao dữ lắm luôn. Còn này bà con mình hái ở ngoài vườn vô rồi làm liền. Bữa mẹ mua là 16 ký măng tươi. Dạ. Mẹ mà làm xong rồi á, còn không có được nửa ký đâu. 400 gram không nổi nữa. Không có vỏ, không có gốc ở dưới mình xà dạt bỏ bớt nữa đó. Thành ra nó hao. Rồi coi chú có gì gọi điện cho Hoàng Sơn nghe để Hoàng Sơn báo giá với lại gửi cái thông tin. Hoàng Sơn sẽ giao hàng tận nơi cho cô chú nghe. Mình vô bịch nửa ký là vừa rồi, xài được cũng lâu. Mình để một tháng cũng được. Dạ. Để lâu được. Nó không có hư gì đó. Dạ. Thì măng thì tùy theo giá của thời điểm coi chú ha. Đó, măng tươi nè, cái này rất là non nha. Nếu như cái này trên cái đọt. Nếu như miếng nào mà bị già thì mình phải tệ bỏ bớt, mà cái này rất là thấy rất là non. Cái này không có già đâu, cái này vừa luôn á. Mình nhìn thấy mình cũng biết nó đã non rồi nè, không còn cái khúc dài ngoài nè. Bữa rồi Phong cho mẹ mười mấy ký về làm được có mấy trăm gram măng lỗ. Ký làm đã đời hả? Thép thịt mà không quên cân lội vậy. Dạ. Chắc không có tới nửa ký đâu. Nhẹ nhót cái này chứ nghe nhà sờn mà. Đúng rồi, mà không có tới nửa ký. Đó, nên là mình phải chờ bà con làm sẵn như vậy nè mới mua được giá rẻ. Chứ mình mua măng tươi về mình mua đỡ với cái giá lẻ rồi.
mà làm thì nó sẽ rất là mắc. Cả bao măng luôn. Rồi bữa nay mình sẽ về trước khoảng 5 kg để mình đóng gói. Còn cô chú mình đặt hàng thì ngày mai cậu Phong sẽ gửi về tiếp. Rồi cảm ơn cô chú nghe. Giờ mình sẽ nấu bữa cơm trưa. Bữa nay mình không ăn măng khô nha. Hôm nào má Năm sẽ làm vài món măng khô cho bà con mình xem. Món chay nha mà. Kệ cô chú nói nhà mình làm món chay cô chú quan tâm. Hôm nay mình không có làm. Bữa nay mình làm măng khô. Mình kho măng lộn với nấm. Dạ. Kho kho không thấy kho măng. Ủa mà măng khô kho được hả mẹ? Thì mình luộc vậy mình, dạ, mình luộc cháy xào ngâm mấy tiếng rồi luộc hai nước. Đúng rồi, hai nước nhưng mà không có lâu tại vì mình phải coi nó đừng cứ để rụng. Đừng để nó rụng. Dạ. Còn giòn mới ngon. Dạ. Chứ đừng ninh nó hai nồi nước á đem ra mình xèo. Tức là mình luộc vừa phải thôi nha, mình phải canh chừng nha. Chứ đừng để nó mềm xẹo rụt ra luôn. Vậy là cậu Phong đợt này đỡ tốn măng rồi. Anh Sơn đi mua của hàng xóm. Chứ mỗi lần về là cậu Phong đi cắt hết cái vườn măng nè. Con giới thiệu sản phẩm. Măng ngon ông măng bà ơi. Ngon lắm ông bà ơi. Mua cho con nghe. Mua cho con ăn nghe. Mua cho con ăn nghe. Con bán nè. Rồi bán cho tôi 1 ký măng đi. Bán cho tôi 1 ký măng. Bán cho ba. Bán cho ba 1 ký măng. Nhiêu tiền? Nhiêu tiền? Mấy đồng. Bán cho tôi 1 ký măng. Rồi 1 ký măng có nhiêu đây thôi hả? Nhiêu tiền? 2 tiền nữa hả? Rồi 2 tiền. Rồi cảm ơn ông chủ. Bắt cậu Phong với. Cậu Phong mua. Cậu mua. Nhiêu tiền? Mấy đồng. Mấy đồng. Mấy tiền. Cảm ơn cậu không? Bắt cho nội với. Nhiêu tiền? Rồi cô chú ơi, bữa nay Sơn Hà bán măng, cô chú mua măng ủng hộ Sơn Hà nghe. Rồi thôi giờ mình chuẩn bị ăn cơm ha. Rồi có gì cậu Phong đóng hàng giùm anh gửi về cửa hàng dưới Sài Gòn ha. Còn hôm nay mình sẽ chở cái này về trước. Rồi bây giờ đổ măng ra, bắt đầu mình sẽ xử lý cái phần măng tươi nè ha. Đó, cô chú thấy như đây nè, mà 16 kg là chưa được nửa ký măng khô. Đó, bây giờ mình cái này là mình đem về mình ăn măng tươi. Hoàng Sơn không bán măng tươi cô chú hen. Bây giờ mình cho rong lại ha. Có hết trà bự luôn ha. Cái măng này là mua cái hàng xóm nè, chứ măng của nhà cậu Phong nhỏ hơn. Cũng ngon đó mà, đâu có ống nhựa nha. Dạ, nhưng mà nó hơi dài chút. Nó cao. Mua này nó sắn gì thôi vậy phải đi ngay. Chứ non hơn nữa sắn uổng. Mua này nó sắn gì thôi mà nó sắn nữa. Nó sắn nữa đi. Vậy ngon mà, còn uống đó. Mắc nữa nồi nước đi Phong. Lột nó Phong. Cái nồi lớn. Được rồi. Rồi coi chị hai tách măng nha. Thường á là ta có phao tay. Chứ tách cái này nó đâm vô tay ngứa dữ lắm luôn. Mà đâu có sao hết á. Thấy ở miền núi á, người ta cắt rất là khéo, người ta cắt xéo, rọc xéo theo. Lột ra một cái là nhanh lắm. Dạ. Còn dạ. Mình thì ở nhà làm nên không có kinh nghiệm. Đó, mình làm kiểu ngày xưa trẻ đôi thôi. Đó, lột ra. Vậy á nó mới nhanh chứ còn nhanh. À, cô chú thấy măng non ghê không? À, măng địa phương người ta trồng cái đem ra phơi luôn. Vậy phải rồi. Nè, tại cái búp măng nó bự mà, bự nó sung quá. Cái con đòi mới búp búp lên như cái sừng của con trâu vậy. Vừa rồi. Búp vậy ăn lỗ chết. Vừa rồi con mua được cái ngắn ngon quá. Này đi lên nó trễ. Này ngon rồi ngay. Hả? Chưa? Bởi đây nó dạ. Măng cũng tùy theo thời điểm cô chú ha. Ví dụ như mùa mưa xuống thì nó rẻ một chút, còn tới mùa khô thì vẫn có nhưng mà giá nó cao hơn. Nên là cô chú mình nhớ liên lạc Hoàng Sơn để biết giá thực tế nữa nha. Này phải có kinh nghiệm mới làm. Mình không biết, mình vô chúng nó đâm cái lông nó dính hết lên tay luôn. Mà nó mà người nào không chịu nó ngứa lắm. Má nghỉ ngơi đi má, để chút xíu làm á. Sợ má không khỏe, đau lưng. Ở nhà mình mấy dao bầu bự quá chừng. Quá trời măng ngon luôn, chứ mình đâu có được sung dữ vậy. Dính nước qua,
lấy ra được chưa? Dạ. Bên coi ra không gì. Cái này nó non, nó tự gãy luôn rồi. Tự gãy nó luôn rồi, nó có cần gì hết. Thấy không? Chắc. Đó. Này giờ dưới cũng xuyến làm chứ mẹ chị cũng ít có lột măng. Cái này thấy dài vậy chứ mà nó non lắm thằng Sơn nè. Dạ. Thấy không? Đây cái không? Không có già đâu, thấy không? Tại vì bây giờ cái lúa này là nó sẽ cắn dài. Không có sống ngắn như ngắn nữa. Sống thì ngắn lắm. Có nhiều hơn là nó lắm là lãng xe. Mấy xe chở đủ thứ đồ rồi. Có chỗ để. Để mua măng tại vì người ốm mới thích một măng nó bự. Mấy một măng của cậu không nhà nhỏ quá nên là mình đi mua này ăn mấy cái nhỏ để dành lại. Cái măng tươi này thì mình hầm ngon lắm nghe. À, còn cái măng khô thì sau khi như mẹ nói là mình ngâm nó 2 tiếng đồng hồ đó, rồi mình luộc nó 2 nước rồi mình đem ra mình cũng có thể kho được hoặc là nấu chế biến được. Rồi nó non quá. Vậy mà bông măng này là mấy ký ta? 2 ký không chị? Một này 2 ký hơn 2 ký á. Dạ, bự hơn. 2, 3, 4. Tại vì không bắt ngư măng kia nó mới hao đó nha. 7, 8, 9, 10, 20 ký. À, là 1 hơn 2 ký. Dạ. Bác bữa đó bác mua là bác biết mua măng gì không? Ta kêu măng nguội á là măng hai qua hai đêm rồi. Dạ, măng qua hai đêm. Cái này là mới sẵn nè. Măng nguội hả? Ta kêu măng nguội á. Giống như thịt đồ nóng rồi. Dạ. Cái này là mới vừa sẵn nè. Ta ngon vậy mà còn chê nữa. Vậy còn chê nữa. Trời ơi, không biết sao bây giờ lòng vậy à. Sao cho vừa lòng bác. Cô bác có tiền, cô bác chê khen quá. Đó thì non luôn. Đó, măng mới vừa chặt lên nó coi chút. Nó mềm xèo luôn. Đó luộc luôn. Chứ mình để lâu á nó sẽ già lại mình sẽ bị mất măng bớt. Cái này để mai hết luôn. Dạ. Quá trời nó non như củ dừa mà ha. Cái sao bác làm thô hả? Không, làm đi dình ăn. Em không cứ vậy. Đũa luôn mày để chỗ nào? Đây. Như thêm phải. Vậy cắt làm bốn hả? Bao ra. Bao hả? Cắt ngang cái này. Dạ, để sẽ ra vậy coi. Đó. Cái mình làm một mới. Quá trời non luôn. Dạ, xíu xíu mình về nha. Dạ, đôi về vậy nè. Dạ, đúng rồi đó, ngay chỗ đó đi, rồi lấy cái củ ở trên. Đó. Ở trên đó bào. Quá nồi. Bào. Còn cái đó thì đúng rồi. Sắc gì cũng được nữa nè. Dạ, đúng rồi đó. Cái này đó, coi chú thấy không? Măng tươi mà sau khi mà mình chặt xong á, cái mình vô đây mình sắc lát nó ra, phơi. Ngon nghe ha, còn lát ra nè. Tươi rói luôn ha. Mình sẽ đóng gói là bịch nửa ký coi chú nghe. Chứ không có đóng bịch nhỏ hơn. Đó, mà nó cũng khá là rẻ nên là mình có thể mua về mình ăn được nhiều tháng. Còn không thì mình để ngăn mát. Hoặc là tủ lạnh mình á, ngăn đá cũng được. Để mình sẽ bảo quản được rất là lâu. Cậu Phong đang chuẩn bị nồi nước đang luộc măng. Tại măng mình phải luộc rồi mình chín ra mình mới bỏ tủ lạnh nha. Đặng cho nó không bị già lên. Đây thì bếp củi quá trời lớn nha. Mưa ướt. Dạ, ướt củi khó quá trời hả? Cái xưởng nó sản xuất măng hả? Xưởng sản xuất măng khô. Tại bên kia cá bên đây là măng. Hôm nay trước đây là sao em? Đây là sao bự vậy? Giờ mẹ sắc ra đang mẹ luộc đó. Ở bữa đang gói cây này không? Con đang bỏ mấy thằng kia. Em coi cái củ nào ngắn ngắn làm lửa cho chị. Cái này mua về thấy lẹ hơn là mình đi sắn nè. Ra sắn thấy kiếm sắn vô đây thấy uổng. Mà thấy sắn cực. Con thấy mà uổng quá, uổng ngoài tre quá. Con đóng măng có một tăng rồi mấy tấn rồi mình vô mình lấy có mấy củ mà không biết sao. Củ nào nó cũng giống như củ nào quá. Vũ có việc tôi đi Vũ em. Ngon chưa? Trời ơi, cái dầu bào ngon quá. Thì chê mẹ có sọc đẹp nữa mà. Ra dân đẹp rồi hả? Không biết cái dầu gì là nó sắc, nó lạ
làm sao mà ép nó đó. Dạ, nó già đó bác, chặt bỏ. Thì bột nó phải bị rồi. Cái cao, măng cao này là nó hay có vị lắm. Này bà ra làm gì bác? Luộc quá trời ngon rồi ha. Cái này là mình không chỉ khỏe tay mà mình phải có kỹ thuật nữa cô chú ha. Chứ không rành mà mình cứ lột từng lá ra đó. Giống như lá chuối là biết gì nào đâu. Nhà bác lại lột từng lá dạ. Hồi xưa cắt từng lá lột ra. Bây giờ mình cũng làm vậy thôi. Dạ. Biểu là để cái măng lên vậy. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà lỡ tay dạt cái vô trong hết ngon. Còn ở miền núi á mẹ, người ta lấy cái đồ người ta móc xéo rồi vậy nè. Chứ người ta nắm một cái người ta lấy ra luôn. Không phải, tại con làm vẫn xui theo cái thật của người ta. Con làm vậy nó chẳng bị dập ngang. Con làm xui theo Phong cầm tay trái. Con làm tay trái. Nhưng mà con phải bầu thẳng. Thấy không, sao không được. Còn nãy con làm như vậy, ấy lên rồi, ấy lên rồi, sao rồi đó. Con phải làm xui thịt đó. Là giờ mình luộc á là mình sẽ tiết kiệm điện diện tích khi trở về cô chú hen. Còn mấy cái măng khô này nè thì cậu Phong sẽ chịu trách nhiệm là đi thu mua ở địa phương. Cậu Phong sẽ thu mua xong gửi về Sài Gòn. Thì mấy bạn ở dưới Sài Gòn sẽ đóng gói. Chỗ này nó tới dưới đây thấy à? Dạ, nó tới trong rồi. Dạ, thấy à? Nó lẻ luôn. Nó xem rồi. Đó, bỏ lại hết một nửa rồi đó. Đó, bỏ lại. Đấy, thấy cái... Nhưng mà măng này nó ngon hết sao, còn ổng măng của bác không phần dày á. Cái củ này nó hơi già. Ừ, bỏ nhiều. Rồi, bắt đầu qua tới công đoạn của má là gọt bớt cái phần già đi. Ừ. Cái gì đó, vậy? Đây nè. Nó chỉ bao cái nè. Chín một. Chính là 20 kg. Được rồi nha. Có rồi. Được rồi chị. Có nhà rồi. Gì? Cái sữa uống này. Đi. Lấy sữa đi con, sữa con nó uống đi. Lấy uống hả đi. Uống sữa đi. Đó thì nè, sữa này giống nhau à. Cái con đó. Đấy, cái này kêu yên cầu rồi. Uống sữa đi. Có cái lỗ kia, ngồi vô ngồi kia đi, tổng hồn như người góc, cháu nữa. Đây là tủ lạnh của gì hai. Vinh nó nực cái nó mở tủ lạnh. Đi lấy cái thang nữa đi con, hốt cái này vô đi con, là em bỏ cho sống cái đây đi. Bỏ cái này học dơ. Hốt cái thang đi, hốt tủ nó rất là. Cái này mình gọt nó trắng nó ngon. Sao măng này măng có hốt hốt thôi. Quá ngon. Dạ, non rồi. Đợt này non rồi, đợt rồi không non thành ra nó hao quá. Đó, khi mà người ta mua tận nơi giá rẻ người ta mới làm măng khô được cô chú. Chứ mình đừng có mua măng giá sỉ, giá lẻ về mà làm là lỗ chết luôn á. Mẹ làm thử rồi. Giống như ngày xưa tôm tích cũng vậy mẹ. Gần 20 kg tôm tích mới ra được 1 kg khô. Làm lỗ quá trời. Cuối cùng cái mình phải đặt hàng khô mà cho cô chú ở dưới ghe họ tự làm luôn. Là cô chú mình có mua tôm tích thì cũng gọi Hoàng Sơn nha. À, giá sẽ rẻ hơn là mình mua về làm đó. Để lát bác luộc măng cho nghe không? Cái măng khô này cô chú mình mua chừng nửa ký thôi. Cũng nấu đã đời luôn. Nhúm lửa cho xong đi, nhúm lửa cho xôi. Mình bỏ ngăn mát tủ lạnh để bảo quản ha, hoặc là chỗ thoáng mát hoặc là ngăn đông á. Xài quanh năm luôn. Làm món chay, món mặn đều ngon. Con mục này là nhỏ nhất à. Hoàng Sơn cũng cảm ơn cô chú rất là nhiều đã ủng hộ Nam Việt Shop ha. Tại vì cô chú nói cô chú ăn chay mà Hoàng Sơn toàn bán nào là khô cái dứa, khô lù đù, lóc sạch, tôm khô, khô mực, tôm tích không à. Nên là không ủng hộ được cái cô chú mua trà Nam Việt. Bữa nay thì mình sẽ chọn tiếp từng sản phẩm hàng chất lượng của bà con địa phương. Cái này thì ở trên Đồng Nai ha. Măng. Nhưng mà mình không bắt măng tươi mà măng khô cô chú nghe. Măng khô để cô chú có thể chế biến món mặn, món chay được. Rồi cô chú có thể liên lạc với Hoàng Sơn nghe để viết thêm thông tin ha. Hello Sơn Hà. Con chào ông bà đi. Con đợi nón đi đâu đó? Con đợi nón đi đâu? Đi làm sinh nhật hả? Đi làm ăn với bà nội.
Vậy là cậu Phong nhận trách nhiệm là đi thu mua măng cho anh Sơn nghe. À, rồi có gì gửi chạy xe gì dưới. Chị Hai đi kiểm tra phải không? Chị Hai sẽ kiểm tra chất lượng. Ừ. Cậu Phong nhiều khi là không rành bằng chị Hai. À, cậu chú thấy măng này ngon nghe không? Sắc mấy cái ngọn này. Này nó non không đó. Không có phần già luôn nè. À, từ rối ha. Mình có chú thấy cái khô này thì mình có thể gửi đi nước ngoài được. Hoặc là mình gửi đi các nơi ở tỉnh thành trong cả nước mình dễ dàng. Tươi là đây, khô là đây. Nhưng mà khi mưng khô mình phải làm dày hơn. Chứ là không làm mỏng như vậy. Dạ. Tại vì khi mà nó dày á, nó mới còn được vậy nè. Chứ nếu mà mỏng thì nó mỏng lét luôn. Mát hết. Nó non như củ hủ dừa mà ha. À, trong đây nó cứng nè con. Dạ, bỏ cái phần này. Bỏ phần cứng. Để ăn nó không có ngon. Dạ. Đó, cái này cứng nè. Ăn cũng được nữa mà không có ngon. Dạ. Mấy cái mắt bỏ ra luôn. Này là măng chua cũng ngon lắm. Dạ. Nhà có chứ mà chưa có vào là măng chua ăn kìa. Ngon mà ngon cái này. Vậy lên đây mua về đây về làm măng chua bác ơi. Lại lỗ tiếp. Tiểu tiền xong. Mẹ thì thích mua măng về để cho bà con. Mấy dì, mấy cậu, mấy cô bác hàng xóm à. Vui lắm Sơn, cho dạ. Vui lắm Sơn. Cho vui lắm vậy. Dạ. Mình sinh nay thì mình thấy không thấy vui chứ mình cho là vui lắm vậy. Dạ. Dạ. Tại tới hơn 200.000 cô chú khán giả lận. Nên là Hoàng Sơn phải bán thôi. Người giúp Sơn tay là anh Sơn làm giàu. Chứ không Sơn cho là cái ruột chuối luôn bạn. Vậy đó hả? Trời ơi, sao lột cái chuối vậy còn gì ăn? Chắc cái chuối là cái chuối nhỏ đó thì xin. Chắc khóc với cái chuối nhỏ vậy mà tự nhiên. Lột hết ráo rồi. Nó lột chặt khóc nữa. Thôi, nó chặt nữa thì đeo. Dĩa được rồi, dĩa rau được rồi. Cái này sắp ngang á. Không ngần hao quá. Trời chuyển mưa rồi, giông gió quá chừng. Mát hả mẹ? Ủa nãy giờ là bà ở đây còn hai củ nữa nè. Tưởng đâu bị thất lạc. Sơn Hà hồi nãy mà cười rao bán cho cô chú nữa chứ. Hai tiền. Hai tiền. Ở nhà anh đi bán đồ thấy thương lắm chị. Nó có cái ghế, cái mặt nó xây vậy nè. Xây cái bán cho bà nội một chai nước mắm. Xay qua cái, ở đây nó có nhiều ô. Yeah. Xanh, vàng, trắng này cái xay qua cái. Cái này hả nội, đây. Nước mắm nè nội. Nhiều tiền, hai tiền hay trả. Đẩy xì đẩy đi, con cảm ơn nội nghe cái đẩy đi cái lợi bán người khác. Cũng xay cái vậy đó. Cái ghế. Dạ, cái ghế. Nó có cái lộn trong này xay cái mà trời có nhiều ô đó. Cái này hả, cái này hả. Nè, vừa chết rồi. Cái này quá lớn, lớn hàng. Bán bị trong ô. Nhiều lắm, còn một phần. Mua nãy mua 20kg, giờ chắc còn khoảng tầm 7-8kg à. Thôi bỏ đi mấy. Chị xách này đem đi vào. Cái này nó ít chứ nó nặng xem. Nặng ha, tôi thấy còn ít. Bỏ vỏ với bỏ phần già đi. Tại vậy đâu phải là phơi măng hao mà lại dòng bỏ phần già hao quá mẹ. Cho con bỏ cái hết cái đi mấy con làm cái chưa đó. À, má nghỉ ngơi đi má. Nha sắp chú cũng lấy cái bào bào. Trời. Hôm nay mình ăn không có hết. Ha. Dạ. Nay bắt làm rồi nè. Lấy cái nhau bào á, bào nó lại á. Này cắt mang đây đi chị. Dạ, đây chị tay đi đây. Cái này nó vừa đủ nè. Cái
ý quên nữa, pha cho miếng nước đi. Thôi rồi, chút này làm cái này luôn đi. Bỏ muối vô cái hũ. Quậy cho tay ra, để măng như rửa măng như thật rồi để vô. Nước muối sắc vậy ra. Rồi muối ấy nữa thì chị đập tỏi ớt rồi đó, chị trộn vô. Dạ. Ủa, vậy là món chua chế muối với tỏi ớt hả má? Tưởng chua hả? Tưởng nó chua. Hay ha. Không có đường hả? Không có đường, không có gì hết. Quậy muối sống. Tưởng thắng vậy. Không thắng luôn. Không thắng luôn. Ừ. Đây rồi. Thì thường á là Hoàng Sơn chia sẻ mấy cái công thức làm để cho bà con mình tham khảo, tại mỗi nơi cách làm khác nhau, mỗi gia đình khác nhau ha. Nhưng mà bữa nay cái cách nếm thì không có liều lượng nên khó chia sẻ quá, nên là thôi cô chú mua măng khô nha. Măng khô thì để hôm nào á mình sẽ làm vài món ăn về măng khô để cho cả nhà mình tham khảo ha. Rồi cảm ơn cô chú đã ủng hộ Nam Việt Shop nha. Hoàng Sơn có để lại số điện thoại trên Nam Việt. Cô chú mình có thể gọi trực tiếp vào Hoàng Sơn để giao hàng tận nơi nha. Mình có thể gửi đi nước ngoài được luôn. Rồi cảm ơn cô chú rất là nhiều. Rồi tạm biệt và hẹn gặp lại bà con mình ở video sau nha. Rồi cô chú mình nhớ ủng hộ cho Sơn Hà nhé nha. Cô chú đừng ăn chơi ăn măng khô giùm Sơn. Dạ. Rồi tạm biệt cô chú nha. Măng tư cũng sao bỏ đi.